Hôm nay em lại gỡ cái hàng ở nhà em xuống bán tiếp. Em gỡ cái đây là chầm Ken Barbie này các bác này. Cái này thân to mập lắm, càng lớn thì nó càng mập. Càng lớn thì càng mập luôn. Đây. Bây giờ cây vẫn đang đi ngọn là phát triển tốt các bác. Ken Barbie. Còn đây là siêu chầm của em này. Lớn rất là nhanh. Đấy, siêu chầm em bán với giá là 70.000. 70.000 một chậu này. Còn đây là sao thiên vương. Ở trước em bán giá cao lắm nhưng mà em cắt lấy kỳ rồi. Bây giờ em bán 150 thôi. Đấy, sao thiên vương. Một bông lưỡi đỏ rất là, những cái cây này là những bông lưỡi đỏ rất đẹp. Đặc biệt là cái cây nó khỏe, ít khi bị ốm đau bệnh tật. Đấy, cái này em rất là thích và lớn nhanh. Bên này là em bắt đầu. Đây là tuyết ngọc. Đến xem đây có những mặt hàng gì. Đây có phan chí này. Đấy. Phan chí lá sần này, đấy, có thân mẹ con này 5 triệu này, đẹp này, lá đẹp các bác. Cây đẹp. Đấy, thân này nó cũng bắt đầu đẻ mầm. Kiếm phan chí này được cái đẻ khỏe. Đây. Thân mầm này 5 triệu. Thân đẹp lắm. 5 triệu các bác. Còn vàng thái. Vàng thái thì 500 một thân thôi. 500 một thân thôi. Còn đây là phi tiên vũ, kiếm thái giao hạt. Kiếm thái giao hạt chậu rất to này. Cái này em bán với giá là 120 một chậu. Đấy. Kiếm tầm này đang phát triển tốt. Đây này, cây vàng cánh bầu ở trong. Mẹ hai con này tính các bác 400 rồi. Đấy là vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây là cây vàng semi thủy trơn Quảng Ngãi này. Cây này cũng đang ra hoa. Tưởng ra mầm hoa lại ra hoa các bác, chán thế. Chán thế. Đây là cây vị hoàng lá láng này. Đang nụ này. Nó là mua 12 triệu 8 rồi. 2 triệu chắc. Đấy, đang nụ. Rồi là vàng cánh bầu Hải Phòng thì nhà em bao nhiêu cũng có. Đây, em trồng rất là nhiều, giống này nó đẻ khỏe, lớn nhanh. Đấy, 400 là một mẹ một con như này các bạn. Đấy. Đây là vị hoàng sần thì 700 một thân. Đấy, vị hoàng sần cây đang phát triển tốt lắm. Còn đây là huế sần này, huế sần mà nhìn như láng luôn. Đấy. Đây mẹ hai con này 6 triệu này. Đây là các loại kiếm phan chí với xanh huế giao hạt nhé em. Đấy. Còn phi điệp trắng đài em bán 8.000 một chậu thôi các bác nhé. Đây. Phi điệp trắng đài hoa trắng tinh 8.000 một chậu. Còn cụ này nói chung kiếm đẹp nhiều quá không đếm được. Đây vàng cánh nhá, vàng cánh cong hay còn gọi là tuyết vân đang chuẩn bị lở. Cái này em bán là 900 một chậu hai thân này. Đấy, còn vàng cánh bầu này thì 400 một mẹ một con. Số lượng nhà em rất nhiều luôn. Vàng cánh bầu Hải Phòng 400 một mẹ một con. Còn địa lan Mạc Xuân thì nhà em vẫn nhiều cũng nhá. Mạc Xuân là 8.000 một cân thôi. Đấy, 8.000 một cân địa lan Mạc Xuân. Còn đây là xanh thái lá sần. Xanh thái lá sần. Đấy. Giá rất rẻ chỉ có 200 một chậu thôi. Đấy. 200 một chậu. Còn đây là vàng, đây là chầm rồng đỏ hai thân 150. Đây, em nuôi lớn nhanh đẹp lắm ạ. Cây khỏe thật, lớn nhanh. Rồng đỏ rất dễ nuôi và nó cái giống này bệnh tật rất ít khi xâm hại được nó. Đấy, đấy nói riêng về chầm rồng đỏ. Còn đây là semi alofolium. Alofolium này 450 một thân. Mùa này mưa thì chỉ thấy kiếm là phát triển nhanh nhất. Bên này là xanh huế giao hạt em vẫn bán là 70.000 một cốc. Vào nhà đi. Còn phan chí giao hạt. Phan chí giao hạt em bán là 80.000 một cốc. Đây, số lượng nhiều và cây khỏe đẹp lắm. Còn đây là kiếm
kiếm lô hội rừng 15.000 một cân. Đấy. 15.000 một cân kiếm lô hội rừng. Còn đây là kiếm tiên vũ rừng Quảng Bình 100 một cân. Đấy, đấy là kiếm. Đấy, bên này rất nhiều kiếm thái giao hạt em này. Đấy, kiếm thái giao hạt em rất nhiều luôn. Còn bên này là kiếm đài giao hạt. Đấy, phan trí giao hạt em đây. Có quanh năm luôn các bạn. Bên này là xanh huế lá láng này, món nào có điều kiện chơi này, 9 triệu chậu này. Đấy, vị hoàng sần nhé em đây có nhá, 800 một mẹ một con, 700 một thân. Còn đây là vàng tây, đây là vị hoàng láng. Đây vàng tây linh sần này, 800 một thân này. Đấy, kiếm vàng tây linh lá sần, 800. Phi điệp thì em chỉ còn một ít thôi, còn có 3 giò thôi. Đây, một giò này 200 này. Giò này 200, còn giò này 150 này. Đấy, giò này 150 và giò này 100. Đấy, có 100.000 được các bác. Rất rẻ, được từ kiến lên này. Đấy, từ kiến lên nhiều. Tuyết ngọc em vẫn bán là 600 một thân. Tuyết ngọc nhà em nhiều, 600 một thân. Còn xanh thái la láng, xanh thái la láng em bán là 600 một mẹ một con. Một số đang bắt đầu có lụ. Không có lụ các bạn. Đấy, lụ đấy. Đấy, còn đây là cây vàng cánh bầu Hải Phòng. Đã bắt đầu chuẩn bị ra hoa tiếp rồi. Vàng cánh bầu Hải Phòng 350 thân. Còn đây là kiếm flat. Đây, cái chậu vàng cánh bầu này khả năng em phải tách ra trồng thôi. Nên không ổn đâu. Còn đây là cánh thủy trơn cánh bầu. Thủy trơn cánh bầu em bán là 700 một thân. Đấy, sang run cha. Tuyết ngọc, đây tuyết ngọc có này 600 một thân đẹp lắm. Còn đây chậu vàng tây linh này là 4 triệu này. Đấy, đây kiếm là đây toàn bộ kiếm nhà em. Vị hoàng lá láng này. Vị hoàng lá láng này thì em bán mẹ con này là 3 triệu này. Thế còn vật tư hoa lan thì em vẫn có, cùng có những cái kẹp. Kẹp này. Kẹp to này. 70.000 100 cái. Còn đây là, đây là đá Thạch Anh. Nó nào có nhu cầu sưu tầm đá Thạch Anh thì bảo em nhé. Đây, hình này 530.000 này. Hình này 550, hình này 400. Hình này 630. Đấy. Nên dẫn đến những hình Thạch Anh của em. À, mùa mưa này thì có lưới màng nhà kính Isen này. À, khổ nó 6 mét. Đấy. Em bán là 100 một mét dài. Còn lưới Nhật là 160. Lưới đài xanh. Lưới đài xanh này có này. Lưới đài xanh là 65.000 mét, khổ 4 mét. Còn đây là nấm hồng chi. Hồng chi 300, còn đây là đông trùng hạ thảo 200 một lọ này. Lọ đông trùng hạ thảo nhỏ là 100 này, lọ nhỏ này 100. Còn đây là chuối hột rừng. Hốt rừng 100, ngọc cẩu 200, nụ tam thất, xạ đen các thứ. Rồi bép đồng, phân trì Nhật, phân trắng Nhật. Các loại chậu em đều có hết các bác nhé.